Kính chào quý vị đến với Cho Ngày Hoàn Hảo. Quý vị thân mến, nhà thiết kế lừng danh Coco Chanel từng nói rằng khi bạn buồn thì hãy tô son lên và tiếp tục chiến đấu. Như thế để có thể thấy rằng khi chúng ta đẹp thì chúng ta sẽ có thể tự tin và đủ sức để tiếp tục những cái bước tiếp trên hành trình của mình như thế nào. Với một người phụ nữ thì nếu mà chúng ta có một thần thái, một sắc vóc mà chúng ta cho là hoàn hảo thì chúng ta sẽ yêu thêm bản thân mình và từ đó có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp để xem làm thế nào để chúng ta có một ngoại hình, một vóc dáng thật là hoàn hảo để cho mỗi ngày của chúng ta đều là một ngày đáng yêu, đáng sống. Hãy cùng chào đón khách mời của chúng ta ngày hôm nay, chuyên gia Kim Anh. Chào Minh Hằng, chào quý vị khán giả của chương trình Cho Ngày Hoàn Hảo. Đỗ Kim Anh có 10 năm kinh nghiệm phun xăm đẹp tự nhiên trên 200.000 lượt phụ nữ công sở. Đỗ Kim Anh từng là thành viên ban giám khảo Got Talent Beauty và nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng ngành làm đẹp trong nước và quốc tế. Ngày hôm nay thì tôi thấy Kim Anh xuất hiện với một sắc vóc, một phong cách rất là tự tin. Và đấy cũng chính là hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, biết yêu bản thân mình và yêu cuộc sống, đúng không ạ? Nếu mà nói bây giờ về cuộc sống của bản thân mình thì Kim Anh có cảm thấy hài lòng và mình có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình không? Cảm ơn Minh Hằng. Hiện tại thì Kim Anh đang rất trân trọng cuộc sống và cảm thấy là yêu cuộc sống của mình nhất. Mình đã đi qua những cái năm tháng khá là sốc nổi ha. Và có những cái quyết định mình sẽ sai lầm trong lúc trẻ chẳng hạn, hay là mình chưa có những cái lựa chọn đúng đắn, hoặc là mình có những mối quan hệ bỏ lỡ. Tất cả những câu chuyện của phụ nữ mình đã đi qua, đến giờ này thì mình thấy cảm nhận về cuộc sống nó khá là sâu. Trân trọng mỗi ngày, trân trọng công việc, trân trọng gia đình, trân trọng tất cả những thứ xung quanh bản thân mình. Mình khá hài lòng ở cuộc sống hiện tại. Và với quan điểm của Kim Anh, vừa là một người phụ nữ nhưng đồng thời cũng là một người làm trong lĩnh vực làm đẹp, thì thế nào là một người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ hạnh phúc? Kim Anh nghĩ rằng là một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ tự tin. Tức là mình đẹp từ bên trong mình. Mình biết rằng mình đẹp, mình biết rằng mình không hoàn hảo. Mình biết rằng là mình không hoàn hảo ở điểm này, nhưng mình có những cái khía cạnh khác. Mình biết rằng là mình không hoàn hảo, nhưng mình cố gắng mỗi ngày để mình hoàn hảo hơn. Thế thì cái từ đẹp sẽ là tùy từng mỗi người định nghĩa. Kim Anh nghĩ rằng là một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ biết rằng mình luôn luôn mình cố gắng để mình tốt đẹp hơn, mình xinh hơn, mình phấn đấu đó. Kim Anh nghĩ rằng một người phụ nữ đẹp là thật sự mạnh mẽ bên trong. Với bản thân Kim Anh thì sao? Khi mà nhìn hình ảnh Kim Anh như thế này thì nhiều người sẽ nghĩ là chắc cô này từ hồi xưa đã xinh xắn, dịu dàng, nhẹ nhàng, thành công như thế này rồi. Chắc là cô ấy sẽ không phải trải qua những cái bước để, như bạn nói là phấn đấu để đẹp. Câu chuyện riêng của mình thì sẽ như thế nào? Cũng có trải qua những ngày khó khăn rồi, cũng trải qua cái giai đoạn mà mình cũng phải tự vượt qua để mà trở nên đẹp hơn không? Kim Anh rất thích làm đẹp, rất yêu cái đẹp. Thật sự Kim Anh rất yêu cái đẹp. Có lẽ Kim Anh yêu cái đẹp là do mẹ mình. Mẹ Kim Anh cũng yêu cái đẹp. Mình có lẽ là mình nghĩ là như vậy. Bởi vì chỉ cần đi qua một cửa hàng thôi và thấy một cái váy rất là đẹp. Nhưng lúc đó mẹ Kim Anh không đủ tiền và mẹ Kim Anh về bán rất nhiều lúa ở nhà đi để mua cái váy đấy cho con gái. Và hiện tại mình vẫn giữ cái váy nhung đỏ đấy trong tủ như là một kỷ niệm. Và từ hồi nhỏ đến bây giờ thì lúc nào mình cũng yêu những thứ mới này, đẹp này. Mình luôn cố gắng phấn đấu để đẹp hơn. Tuy nhiên là cái đẹp ở cái độ tuổi này thì mình biết cái gì đẹp, cái gì là phù hợp với mình. Mình đẹp hơn nhưng nó phải phù hợp với mình. Đấy là cái sự chín chắn ở cái độ tuổi mà Kim Anh đang trải qua. Kim Anh có nói rất là nhiều đến độ tuổi của mình. Tôi nghĩ là đúng là phụ nữ ở một cái độ tuổi có cái sự chín chắn nhất định thì bao giờ cũng có một cái vẻ đẹp rất là an yên. Thế nhưng cùng với đó thì nhiều chị em phụ nữ lại nói rằng là mình ở tuổi này rồi thì thôi mình không cần phải thay đổi nữa. Thậm chí là có tâm lý là e ngại phải thay đổi bản thân. Ở đây tôi nói đến cả sự thay đổi cả về bên trong tâm hồn mình và cả sự thay đổi ở bên ngoài liên quan đến vóc dáng, ngoại hình hay là làm đẹp. Nhiều chị em phụ nữ sẽ nói rằng đến tuổi này rồi thì ai ngắm mình nữa, điều mình phải làm đẹp đây, hoặc là thôi thế này cũng được rồi, đang yên đang lành thì không cần phải thay đổi gì nữa. Kim Anh nghĩ sao về cái suy nghĩ đó? Thực ra hồi trẻ nếu như mà mình đứng trước việc là nhận xét về rằng là
mình nên thế này, mình nên thế kia. Tại sao mình không thay đổi đi? Tất cả mọi xu hướng bây giờ đến rồi, ai xung quanh mình cũng làm đẹp rồi, tại sao chị không làm đi? Nếu như hồi nhỏ thì mình sẽ bị sao động bởi bên ngoài. Nhưng hiện tại thì đối với Kim Anh, mỗi một người phụ nữ theo đuổi một cái triết lý sống, theo đuổi một niềm vui hay là theo đuổi một điều gì đó khác nhau. Đối với Kim Anh nghĩ rằng là có những người phụ nữ họ theo đuổi tri thức, họ mải mê học tập và họ không cho rằng cái việc dành thời gian đi làm đẹp là cái việc cần thiết. Ok, mình sẽ rất tôn trọng và mình nghĩ rằng đấy là một người phụ nữ đang sống với chính họ, không có vấn đề gì hết. Kim Anh nghĩ rằng không phải tất cả phụ nữ đều đi làm đẹp, đều nên đi làm đẹp nếu như người phụ nữ đó không sẵn sàng. Nên dành thời gian cho những điều mình theo đuổi, mình cho là niềm vui mà. Kim Anh thì là một người rất là yêu cái đẹp và thích làm đẹp. Tuy nhiên là Kim Anh cũng khá là tôn trọng cái sở thích và cái nhận định của những người phụ nữ khác. Mình cũng không áp đặt cái suy nghĩ của mình lên. Tôi thì nghĩ rằng tôi đang muốn nói bên cạnh cả việc làm đẹp thì người phụ nữ có nên luôn luôn làm mới bản thân mình, kể cả bên trong. Việc học tập cũng là làm mới bản thân mình, đúng không ạ? Nâng cấp bản thân mình, kể cả bên trong cả bên ngoài. Thì người phụ nữ có nên luôn luôn cập nhật bản thân mình và nâng cấp bản thân mình như thế không ạ? Minh Hằng thấy Kim Anh cũng hơi trẻ hơn so với tuổi, đúng không? Đấy là giá trị của những cái điều mình luôn nâng cấp bản thân mình. Mình không để cho mình bị tụt lại bởi xu hướng. Xu hướng trong kinh doanh này, xu hướng trong làm đẹp này, xu hướng về cuộc sống. Mình luôn update. Đối với những người phụ nữ khác thì Kim Anh không biết sao. Nhưng đối với Kim Anh thì Kim Anh nghĩ rằng cái việc mình luôn theo đuổi và chinh phục những điều mới, nó làm cho mình nhiều sức sống hơn, mình trẻ hơn. Lúc nào mình cũng nhiều năng lượng. Minh Hằng thấy Kim Anh khá là năng lượng, đúng không? Chúng ta nói nhiều đến xu hướng, thì bây giờ quay lại với lĩnh vực của Kim Anh đi. Xu hướng làm đẹp bây giờ sẽ có những điều gì mà chị em nên cập nhật, cần cập nhật và trang bị cho bản thân mình khi mà làm đẹp ạ? Minh Hằng nói rất là hay, đấy là chị em phải trang bị cho mình ha. Bất cứ một xu hướng nào, thế giới và xã hội luôn luôn vận động mà. Vô vàn những xu hướng, có thể năm nay là xu hướng này, nhưng năm sau thôi là một xu hướng khác. Thế thì làm sao mà trong cái dòng chảy xu hướng đấy, mình luôn phải có những cái lựa chọn chính xác. Thế thì đầu tiên mình phải luôn cập nhật những cái thông tin xung quanh những xu hướng đấy, để mình có cái lựa chọn xu hướng này có hợp với mình không, mình có nên thử nghiệm hay không. Nếu mà mình phù hợp thì mình thay đổi thôi. Còn nếu như mình thấy mình chưa sẵn sàng thì mình phải tìm hiểu sâu hơn một chút nữa. Thì đầu tiên là phải tìm hiểu thật là kỹ. Sau đó là nhìn xung quanh mình những người đã thay đổi có xinh đẹp hơn, có hạnh phúc hơn không. Nếu mà tất cả thay đổi thì mình cũng nên thay đổi một chút ha. Biết đâu cái sự thay đổi của mình, cái sự làm mới bản thân của mình lại làm mình nhiều năng lượng hơn, vui hơn với cái cuộc sống này. Đó là xu hướng của hiện nay mà chúng ta nhìn thấy là như vậy. Thế còn với những chị em phụ nữ ở Việt Nam, bạn làm trong lĩnh vực làm đẹp cũng 10 năm nay rồi, thì trong thời gian gần đây có cái xu hướng làm đẹp nào phổ biến với chị em phụ nữ của Việt Nam và chị em phụ nữ yêu thích cái xu hướng đó? Kim Anh chia sẻ một chút về bản thân mình. 5 năm trước, Kim Anh là người gần như là đầu tiên mình truyền thông nên cái phong cách đẹp tự nhiên trong cái ngành nghề của mình thôi ha. Thế thì mình cũng nhận ra là rất nhiều chị em phụ nữ đã yêu phong cách đó. Và Minh Hằng có thể thấy rằng là bây giờ mình lên trên mạng xã hội đó, thì phong cách tự nhiên trong cái ngành nghề của Kim Anh là ngành nghề full xăm đang trở nên là thịnh hành. Và tất cả đều theo đuổi cái phong cách tự nhiên. Đấy là một câu trả lời cho cái việc là xu hướng có phù hợp với chị em phụ nữ hay không. Thực ra thì trong 5 năm qua, khi mà bắt đầu khởi xướng và truyền thông cái xu hướng phong cách đẹp tự nhiên, thì Kim Anh cũng nghĩ rằng là đẹp tự nhiên là một phong cách, một cái xu hướng mà theo thời gian không bao giờ thay đổi. Đẹp bởi vì tự nhiên nó là phù hợp với chính bản thân mình. Mà Minh Hằng thấy không? Tức là nó là thuộc về bản thân mình rồi. Thì 5 năm sau hay 10 năm sau nó vẫn là mình. Nó không phải là một cái form dáng, một cái màu sắc hay một cái hình thể nào đó, nó không fit với bản thân mình. Cho nên Kim Anh nghĩ rằng là cái phong cách đẹp tự nhiên là một cái lựa chọn mà chị em lựa chọn, Kim Anh nghĩ là không bao giờ sai.
Vậy thì đấy là từ góc độ của một chuyên gia. Khi mà chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ làm đẹp với phong cách tự nhiên thì chúng ta luôn luôn thấy nó phù hợp với chị em phụ nữ. Thế với chị em phụ nữ thì sao? Khi mà theo đuổi và lựa chọn cái phong cách tự nhiên thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cũng như là cái lợi ích gì cho chị em phụ nữ? Có thể là Minh Hằng sẽ quan sát nhiều năm về trước, Việt Nam mình rộ lên việc làm đẹp, nâng mũi rồi cắt mí, thì bắt đầu mọi người thường đi theo những xu hướng mà khá là rõ ràng. Nhưng càng ngày tức là làm mũi phải rất là cao, rồi đúng cắt rồi. Mí là phải cắt rất là to, rõ ràng, sâu ra, đúng không? Đúng rồi. Nhưng đến bây giờ Minh Hằng sẽ thấy rằng là ai cũng bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn. Và làm không ai nhận ra. Làm không ai nhận ra về vấn đề chuyên môn và vấn đề kỹ thuật và những cái tai nạn trong nghề mà không mong muốn, thì Kim Anh thấy rằng lựa chọn theo phong cách tự nhiên đầu tiên là sẽ là an toàn, vô cùng an toàn về mặt thẩm mỹ. Thứ hai là rất ít tai nạn trong cái việc mình làm đẹp, bởi vì là nó chỉ khác so với bản thân mình một chút thôi. Bây giờ Minh Hằng kẻ mắt thôi, Minh Hằng kẻ mắt dịu dàng một chút thì sẽ thoải mái, nhưng Minh Hằng kẻ đôi mắt rất là sắc, đúng, và mình sẽ bị ngại, một ngày mình soi gương mình không thấy nó thuộc về mình sẽ bị ngại, mình không còn tự tin nữa. Thế thì cái việc mình lựa chọn cái phong cách đẹp tự nhiên nó làm mình tự tin này, và nó luôn mang đến cái sự an toàn về mặt thẩm mỹ và rất là hạn chế những cái tai nạn đi kèm với những cái phong cách mà nó không phù hợp với bản thân mình. Tức là làm đẹp tự nhiên sẽ giúp chúng ta vẫn là chính chúng ta nhưng đẹp hơn thôi, đúng không? Chứ không biến chúng ta thành một người khác hay là một cái form dáng, một cái hình ảnh hoàn toàn khác. Và khi mà làm đẹp theo phong cách tự nhiên thì tôi nghĩ là rất nhiều chị em phụ nữ băn khoăn xem là lựa chọn chuyên gia nào, địa chỉ nào, chuyên viên như thế nào. Vậy thì là thế nào là một chuyên gia làm đẹp trong lĩnh vực làm đẹp tự nhiên mà sẽ có được cái sự tin tưởng của khách hàng, của người sử dụng? Kim Anh trong nghề làm đẹp đã 10 năm rồi và cũng may mắn là được khá là nhiều chị em phụ nữ yêu thương. Thế thì đến bây giờ Kim Anh nghĩ rằng là để được chị em phụ nữ yêu thương thì đầu tiên cái cốt lõi nhất, mình làm trong nghề làm đẹp mình phải có chuyên môn tốt, chắc chắn rồi. Thứ hai là mình có cái gu thẩm mỹ tốt. Cái gu thẩm mỹ tốt nó phải đến từ cái việc là mình có nhân sinh quan tốt, mình quan sát phụ nữ và mình đưa ra những cái lời khuyên phù hợp với từng người. Thứ ba nữa là mình sẽ phải có tâm, mình yêu thương khách hàng, mình nâng niu khách hàng, nâng niu nhan sắc của khách hàng như nhan sắc của mình. Như Kim Anh thì Kim Anh luôn khao khát một điều rằng mình sẽ phát triển nghề của mình càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và hôm nay thì chúng ta nói nhiều đến làm đẹp, đến cái mong muốn trở nên đẹp hơn rồi. Thì tôi nghĩ là trên ngoài cái sắc vóc ra, ngoài cái vóc dáng ra thì khuôn mặt rất là quan trọng. Và ở trên khuôn mặt này có một điểm mà chúng ta rất là dễ chú ý vào khi mà chúng ta nói chuyện hay tiếp xúc với một người. Đó chính là đôi môi, đúng không ạ? Nhất là với chị em phụ nữ, đôi môi không chỉ để nói đâu, không chỉ để giao tiếp đâu, mà còn là tỏa ra cái năng lượng, cái thần thái của người phụ nữ khi mà chúng ta cười nữa, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn đến việc làm đẹp cái đôi môi của người phụ nữ như thế nào. Đôi môi sẽ quyết định cái thần thái của người phụ nữ ra sao ạ? Kim Anh luôn nghĩ rằng là vẻ đẹp của một người phụ nữ xuất phát từ bên trong, trong tâm hồn của mình, trong trái tim của mình và trong trí tuệ của mình, và được lan tỏa ra bên ngoài qua ánh mắt này và qua đôi môi, qua nụ cười của mình. Giống như Minh Hằng vừa nói á, thì cái nụ cười của mình rạng rỡ, tươi sáng là biểu hiện mình đang hạnh phúc, mình nhiều năng lượng và mình rất tích cực với cả cuộc sống này. Kim Anh nghĩ rằng là đôi môi rất là quan trọng với thần thái của chị em phụ nữ, nhan sắc của chị em phụ nữ. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong đó có cả cánh mày râu là ấn tượng với người phụ nữ với nụ cười, với đôi môi. Và trong văn thơ hay là trong âm nhạc thì chúng ta thấy là người phụ nữ luôn luôn được ca ngợi với đôi môi hồng trúng chím này, rồi là nụ cười rạng rỡ này, rồi là cánh hồng vân vân. Thế nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có cái may mắn là có được một cái bờ môi với một cái màu sắc, với một cái hình dáng, form dáng một cách chuẩn. Và khi đó thì chị em phụ nữ phải làm gì để có thể điều chỉnh một chút thôi, can thiệp một chút thôi, làm đẹp hơn cho cái bờ môi của mình khi mà mình giao tiếp cũng như là mình xuất hiện hàng ngày ạ? Kim Anh luôn thầm biết ơn nghề làm đẹp. Thật sự là Kim Anh luôn thấy nghề làm đẹp là một nghề giá trị, bởi vì mang đến cho chị em phụ nữ những giải pháp. Minh Hằng có thể thấy rằng là chị em phụ nữ càng ngày càng xinh hơn. Nếu như hồi xưa mà mình có một bờ môi không được tươi sáng thì
rất là khó để che giấu và vô hình chung kéo luôn cái thần thái của mình xuống và mất tự tin nữa. Đúng rồi. Minh Hằng có thể thấy buổi chiều mình đi làm á, sau một ngày mệt mỏi thì cái thần thái của mình xuống sắc. Nếu như cái bờ môi cũng không được tươi sáng thì trông mình khá là mệt mỏi và thiếu năng lượng. Ngày xưa thì cái việc làm đẹp khó khăn để cho mình có thể đẹp hơn, để cho mình tự tin hơn, nhưng bây giờ mọi thứ vô cùng sẵn sàng, vô cùng sẵn sàng, thậm chí còn tiên tiến hơn. Ngày xưa mà chẳng may ha, mình có một bờ môi không được tươi sáng, mình đau khổ lắm, không biết làm thế nào cả, đúng không ạ? Cái thời của Kim Anh ngày xưa còn mới ra cái son gió ấy. Vâng. Đấy. Còn phải đánh lên để cho nó lên màu một chút, đúng không đúng ạ? Rồi. Nhưng mà nó cũng bay đi rất là nhanh, và khi nó bay đi thì nó để lại cho mình một cái diện mạo mà mình thực sự là không tự tin. Tôi nghĩ là không chỉ một mình chúng ta đâu mà rất nhiều chị em phụ nữ gặp phải điều đó. Cái thời của Kim Anh á, mà không có một cái bờ môi tươi sáng thì mình có một cái giải pháp về các loại son. Tuy nhiên là Minh Hằng có thể thấy rằng đâu phải lúc nào mình cũng đánh son được đâu. Và đánh son nó cũng không tươi sáng. Nó chỉ tươi sáng khi mà những giai đoạn đầu thôi. Đến tầm vài tiếng sau là màu son sẽ hạ tông. Và chị em phụ nữ bây giờ còn muốn đẹp 24/24. Và như vậy là ra đời những phương pháp phun xăm. Minh Hằng đi phun xăm môi về sẽ có một bờ môi tươi sáng hồng hào. Ngủ dậy đã xinh này, đi làm xinh này, đi làm về vẫn xinh. Vâng. Tôi nghe thế thì tôi hiểu là tại sao càng ngày càng có nhiều chị em lựa chọn đến việc là phun xăm để có thể là gọi là làm đẹp hơn cho bờ môi của mình, cho cái nụ cười của mình, và cũng như là thần thái của mình thêm được rạng rỡ. Và khi mà làm tất cả những điều đó thì chị em chắc chắn là cần phải có rất nhiều lưu ý để có thể có được một cái bờ môi thật là đẹp, thật là tươi sáng, đúng không ạ? Trước khi đến với những cái lưu ý đó của chuyên gia dành cho các chị em với mong muốn là phun xăm thẩm mỹ cho đôi môi của mình, thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của các chị em đã từng phun xăm, xem là họ có đạt được hiệu quả hay không, hay là họ gặp những cái vấn đề như thế nào, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, cùng tháo gỡ với nhau và cùng trao đổi ý kiến với chuyên gia của chương trình nhé. Đôi môi một phần được kiến tạo nhờ hệ thống collagen. Khi phụ nữ thường có vẻ đẹp da căng, môi mọng, từ sau độ tuổi 25 thì mỗi năm da sẽ mất đi 1,5% collagen, và cùng với quá trình lão hóa thì đến năm 60 tuổi tỷ lệ collagen sẽ bị mất đi là hơn 60%. Chưa kể việc sử dụng son môi sẽ càng ngày càng khiến đôi môi ngày một mỏng đi, nhăn hơn, khô hơn, nhìn rất xấu. Vì vậy, phun môi đang là phương pháp được rất nhiều chị em ưa thích để giải quyết toàn diện tình trạng môi thâm xỉn, nhợt nhạt, kém sắc mà lại an toàn, không gây đau. Trải qua một thập kỷ làm nghề, được phục vụ hơn 23.000 chị em đến làm đẹp mỗi năm, các chị em không chỉ quan tâm đến kết quả sau khi phun xăm có đẹp hay không, mà các chị em còn thực sự rất chú ý đến quá trình tạo nên vẻ đẹp ấy. Có kỹ thuật cao, đi kim đúng tầng da nên không gây ra các tình trạng khiến chị em lo sợ như đậm già, sưng tấy, hay là môi bị viền, hay là phải kiêng khem. Phun môi là kỹ thuật chuyên gia sử dụng mũi kim nhỏ 0,2mm, chỉ tác động nhẹ ở phần thượng bì của da nên hạn chế tối đa mức độ sưng nề, cảm giác nhẹ nhàng hơn trong quá trình làm, ăn uống, sinh hoạt bình thường, không phải kiêng kem, phức tạp như xăm môi. Đặc biệt là màu sắc cũng tươi tắn, lên màu nhanh và đều hơn. Thường xuyên phải giao tiếp cho nên là phải đánh son rất là nhiều, làm môi mình cũng bị hơi xỉn màu ấy, đánh son nhiều thì cũng bất tiện. Thế nên là mình quyết định là tìm một cái công nghệ giúp mình môi của mình sẽ đẹp tự nhiên và tươi tắn hơn. Thứ ba là kết quả là sau khi làm xong thì mình rất là ưng ý, màu môi rất là tươi và đẹp tự nhiên ấy, không cảm giác đau hay là tê gì cả, mà cũng không phải kiêng khem gì hay là nghỉ dưỡng, mình rất là thích. Với công nghệ phun môi hiện nay, chuyên gia sử dụng mũi kim siêu nhỏ, tốc độ di kim nhanh, độ sâu kim chỉ tác động ở phần thượng bì nên cảm giác đai và sưng nề giảm thiểu ít nhất 70-80% so với công nghệ xăm môi trước đây. Với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là hiện tại phương pháp phun xăm cũng là cái phương pháp mà nhiều chị em lựa chọn để có thể làm đẹp cho bờ môi của mình, đúng không ạ? Ngày càng phổ biến nhiều hơn. Thế nhưng tôi nghĩ là không phải nhiều chị em biết rõ là những cái bước ra làm sao, rồi những cái lời khuyên như thế nào để có thể đảm bảo cho việc làm đẹp đôi môi của mình một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên có lẽ chúng ta phải nói với nhau là thế nào
là một bờ môi đẹp sau khi mà được phun xăm một cách hiệu quả đấy ạ? Chính xác, thế nào là một bờ môi đẹp? Bởi vì là mỗi một người có một gu khác nhau. Thế thì thế nào là một bờ môi đẹp? 10 năm qua khi mà tiếp xúc và làm đẹp cho vô vàn rất nhiều chị em phụ nữ thì Kim Anh thấy rằng không có ai giống ai. Có người thì có những khuôn môi rõ ràng sinh ra là đẹp nhưng màu sắc không tươi sáng, nhưng có người màu sắc tươi sáng nhưng khuôn môi lại không được đẹp. Tức là nó sẽ gồm hai khía cạnh đúng không ạ? Đúng rồi. Vừa là khuôn, gọi là mặt hình dạng khuôn cái môi đó như thế nào, và bên cạnh đó là màu sắc đúng không ạ? Thế bây giờ hai cái yếu tố đó phối hợp với nhau ra sao ạ? Đấy, thế thì tùy vào từng vấn đề của chị em phụ nữ mà chúng ta nên lựa chọn những giải pháp khác nhau. Và chính mình phải biết những cái ưu khuyết điểm trên cái đôi môi của mình. Nếu mình không biết thì mình nên tìm những chuyên gia có thể nói cho mình biết là cái đôi môi của mình có những ưu khuyết điểm như thế nào. Trong phương pháp làm đẹp về đôi môi, có lẽ là chị em phụ nữ không biết rằng có những dáng môi làm cho chị em phụ nữ duyên hơn, tươi sáng hơn. Minh Hằng cười sẽ tươi hơn và Minh Hằng không cười khuôn mặt cũng sẽ tươi hơn. Ví dụ đấy là những cái dáng môi gọi là dáng môi gì ạ? Dáng môi cánh én. À, chúng ta có thể tưởng tượng ra cánh én như thế này thì nó sẽ lúc nào trông nó cũng khuôn miệng mình cũng sẽ hơi hướng lên phía trên. Đúng rồi. Rồi ạ. Còn gì nữa không ạ? Hoặc là những khuôn dáng về trái tim hay là những cái bờ môi có phần đầy về cái môi dưới chẳng hạn. Thế thì về chuyên môn, về góc độ chuyên môn thì để làm đẹp cho một đôi môi thì có vô vàn những cái skill nhỏ bên trong. Thì chị em phụ nữ nên tìm đến những chuyên gia mà cho mình biết rằng cái đôi môi của mình làm gì để đẹp hơn, màu sắc nào phù hợp với mình hơn. Minh Hằng có thể thấy rằng là không có cái tông da nào giống tông da nào, đúng không? Và mỗi một tông da thì sẽ phù hợp với một cái sắc độ trên cái đôi môi của mình khác nhau. Có người hơi tái, có người hơi tím, có người lại hồng, và có người thì lại không đều màu chẳng hạn. Thế thì mình phải biết là cái vấn đề của mình ở đâu và chuyên gia sẽ đưa ra những cái giải pháp gì để phù hợp với cái tình trạng của mình. Và đấy cũng là cái điều mà chị em cần phải cân nhắc khi mà quyết định là mình sẽ làm đẹp cho đôi môi của mình, đúng không ạ? Chính xác. Nên nếu mà sau khi mình nhận thấy là mình muốn làm đẹp rồi, mình cân nhắc về form dáng rồi thì cái bước tiếp theo sẽ là gì đấy ạ? Mình nghĩ bước tiếp theo là mình phải làm đẹp thôi. Vâng ạ. Tuy nhiên là làm đẹp như thế nào lại là một bài toán cần phải giải. Bởi vì Minh Hằng thấy rằng là vô vàn những cơ sở thẩm mỹ và những cái quảng cáo thì na ná giống nhau. Rất là khó để mình nhận định xem là mình nên lựa chọn cơ sở nào đây, chuyên gia nào đây. Thế thì sau khi mình biết vấn đề của mình rồi và mình muốn làm cho mình đẹp hơn, tươi sáng hơn, thì Kim Anh nghĩ rằng là chị em phụ nữ nên tìm hiểu thông tin ở trên mạng về các phương pháp này, về địa chỉ uy tín này, về chuyên gia nhiều kinh nghiệm và giàu những cái vấn đề về chuyên môn rất là giỏi, để làm sao mà phù hợp với cái mong muốn của mình và họ có thể đi theo mình từ đầu đến cuối. Phải uy tín, tức là Kim Anh muốn nói là phải uy tín. Thì sau khi mà tìm hiểu những thương hiệu uy tín như vậy thì chị em phụ nữ nên đến tận nơi để mình xem là những cái nhận định của mình có đúng không, cơ sở vật chất rồi thương hiệu ở đây như thế nào, con người ở đây ra làm sao, rồi chuyên môn ở đây khi mình tiếp xúc với những người chuyên gia họ tư vấn cho mình có đúng không và có thuyết phục không. Thế thì khi mà mình đã lựa chọn được cái địa chỉ uy tín rồi thì chị em phụ nữ nên tin tưởng lời khuyên của chuyên gia và đưa ra những cái mong muốn của mình cộng với cả cái lời khuyên của chuyên gia để mình có một cái đôi môi đẹp hơn và làm cho mình tự tin hơn. Nếu như mà chị em phụ nữ không tìm đúng đến những cái địa chỉ tin cậy hay là những chuyên gia, những cái chuyên viên có tay nghề và có tâm thì có thể là sẽ để lại những cái hệ quả như thế nào? Minh Hằng có hay dùng son không? Có, chắc chắn là với công việc của tôi là tôi phải dùng son thường xuyên. Thế đã bao giờ Minh Hằng đánh một loại son, màu son đi mà không phù hợp không? Cũng có đấy ạ. Và Minh Hằng thấy sao? Tôi thấy không muốn nhìn lại bản thân mình lúc đó nữa ạ. Và rất là buồn, rất là thậm chí là đau khổ nữa ạ. Và đôi khi nếu như Minh Hằng đến một bữa tiệc mà Minh Hằng đánh son không phù hợp như vậy, Minh Hằng không còn tự tin giao tiếp nữa. Nhưng đấy mới chỉ là đánh son mình có thể lau đi thôi. Còn nếu trong phun xăm mình đâu có lau được. Và nói như vậy đối với mình từ ngày này qua ngày kia, từ khi ngủ dậy đến khi đi ngủ, nó làm cho mình không còn tự tin nữa. Và không tự tin sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mà. Cho nên cái việc lựa chọn những cái địa chỉ uy tín hay phương pháp làm đẹp hay là cái gu mà phù hợp với mình vô cùng quan trọng.
giống như là việc đánh sai son của Minh Hằng đấy. Vâng. À, thế thì bây giờ khi mà trẻ em muốn làm đẹp với phương pháp phun xăm ở môi thì cần phải lưu ý gì hơn hoặc là khác biệt so với những làm đẹp những cái bộ phận khác ở trên khuôn mặt của mình ạ? Đầu tiên về góc nhìn chuyên môn thì Kim Anh thấy rằng quyết định đi xăm môi là quyết định sáng suốt. Bởi vì là sự khác biệt của một người phụ nữ khi mà phun xăm xong sẽ có một nhan sắc tươi sáng hơn, và Kim Anh thấy rằng là cái làn da xung quanh cũng sáng hơn, thần thái cũng tươi hơn, khuôn mặt của mình bừng sáng. Đúng. Kim Anh thấy rằng phương pháp phun xăm bây giờ cũng hiện đại rồi và khắc phục tất cả những cái nhược điểm của phương pháp cũ. Bởi vậy mà quyết định đầu tiên là quyết định đi phun xăm là vô cùng sáng suốt. Và Kim Anh nghĩ là đấy là điều mình tự tin khi mà mình đi làm, đúng không? Rồi. Tuy nhiên là cái việc phun môi cũng là một việc vô cùng quan trọng. Giống như việc mình đánh sai son thôi, nó làm mình không còn tự tin nữa. Bởi vậy mà chị em phụ nữ nên, như Kim Anh còn nói từ đầu đến giờ là địa chỉ uy tín, chuyên gia nhiều kinh nghiệm, có gu thẩm mỹ, đưa ra cho mình một cái lời khuyên chính xác. Thế thì chị em phụ nữ nên quan tâm tới những cái yếu tố vô cùng quan trọng như vậy. Ngoài ra chị em nên đến tận nơi để xem cơ sở vật chất, rồi xem thương hiệu, xem con người, xem những khách hàng đã làm và đến họ có đẹp như mong muốn hay không. Cái gu khách hàng ở đấy có trùng với cái gu của mình hay không. Ngoài ra nữa thì về bản thân mình thì Kim Anh nghĩ rằng chị em phụ nữ cũng nên dành thời gian để ngắm mình trong gương, để thử những loại son, để biết mình phù hợp với tông màu nào. Minh Hằng có thể thấy là nếu như đối với làn da của Minh Hằng chưa chắc đã phù hợp màu hồng đào. Đấy, mình thử đã, mình có thể thử bằng son là mình phù hợp với tông cam, tông hồng, tông đỏ. Bản thân mình biết mình phù hợp với cái gì thì khi mình đi làm đẹp thì cộng với cái định hướng của người chuyên gia sẽ đưa ra cho mình một tác phẩm đẹp nhất. Nó có một cái rủi ro, đấy là nếu mình không biết thế nào là đẹp mà lại gặp với một chuyên gia cũng không có gu thẩm mỹ cao, thế thì những cái vấn đề sau rất là khá là mệt mỏi. Nhiều chị em phụ nữ thì mặc dù rất là thích đấy nhưng mà cũng sẽ cảm thấy hơi e dè, bởi vì là khi đi phun xăm môi thì nó là một cái diện tích khá là lớn trên khuôn mặt của chúng ta. Chị em sẽ băn khoăn về màu mực này, có an toàn không, liệu có hiệu quả, có lên màu được không, rồi thì sưng sau khi phun xăm thì có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày không, rồi thì nó có giữ được màu bền lâu theo thời gian không, hay là cách chăm sóc như thế nào, thì chắc là phải nhờ Kim Anh chia sẻ thêm với chị em phụ nữ. Có lẽ là trong các phương pháp phun xăm thì phun xăm môi là nhiều câu hỏi nhất. Vâng. Vô vàn những câu hỏi xung quanh. Bởi vì là có sưng hay không, rồi có bong da màu thế nào, có lên màu hay không, nếu bong da mình có đánh son được nữa hay không, kiêng khem thế nào, về có ăn được thịt bò hay không, cơm nếp hay không. Bởi vì có lẽ là mình sẽ nghe rất là nhiều những người đi trước nói rằng phun xăm về là phải kiêng thịt bò, kiêng hải sản, kiêng ăn có màu, rất là nhiều thứ phải kiêng. Và như Minh Hằng còn nói là một diện tích khá lớn trên khuôn mặt mình. Thế thì khi mà đi phun xăm, lưu ý đầu tiên đấy là chị em phụ nữ nên tìm phương pháp hiện đại nhất, làm sao mà ít xâm lấn nhất. Khi ít xâm lấn nhất thì da mình không tổn thương, da mình không tổn thương thì mình không phải kiêng khem gì cả. Minh Hằng có thể thấy rằng là ngày xưa mà thời bà mình, các đúng, mẹ đúng không ạ? Đi phun xăm về là sưng rất là lâu và trông thật sự là nó thay đổi hình dạng của đôi môi của mình luôn đấy ạ. Bây giờ thì chúng ta có vẻ như là sẽ đỡ phải lo lắng về cái tình trạng đấy hơn đúng không ạ? Bởi vì ngày xưa kỹ thuật là đi khá là xâm lấn và khá là sâu. Thế thì da của mình cũng có dây thần kinh mà. Khi mà mình đi xâm lấn sâu như vậy thì nó phản ứng và nó sưng, đau và đi kèm với nó là những vấn đề khác. Thế thì bây giờ công nghệ phun xăm bây giờ khắc phục hoàn toàn những cái nhược điểm như vậy rồi. Nếu như chị em phụ nữ mà lựa chọn những phương pháp mới nhất, tiên tiến nhất thì thậm chí bây giờ có cả những công nghệ mà Minh Hằng làm xong về, Minh Hằng có thể đi chơi, đi ăn uống, nó không bong chóc, không đóng vẩy như những phương pháp ngày xưa. Gần như là Minh Hằng chỉ cần đánh một lớp son nhẹ. Thế thì mình nên quay trở lại vấn đề đấy là phải tìm những cái phương pháp mới nhất, hiện đại nhất, ít xâm lấn nhất để tránh những cái rủi ro đi kèm. Tiếp theo nữa là một vấn đề không thể đổi, đấy là thương hiệu uy tín và chuyên viên giàu kinh nghiệm. Ngoài ra thì Kim Anh có nói với Minh Hằng là mình nên thử son để mình xem mình hợp với tông màu nào, để trước khi đi phun xăm mình cũng đã định hình là mình phù hợp với điều gì rồi.
thì như vậy là mình sẽ có một tác phẩm hoàn hảo nhất. Thế còn những cái vấn đề sau khi phun xăm chẳng hạn, bao nhiêu lâu thì sẽ lên màu như mình ưng ý đây, liệu có phải chỉnh sửa lại hay không, rồi thì cái việc giữ gìn cái màu sắc cũng như là cái phong dáng của cái môi đó như thế nào? Phun xăm môi là một quy trình làm đẹp khá là phức tạp. Kim Anh có nói là tác phẩm đó, bởi vì mỗi một đường kim là một vấn đề về chuyên môn. Mỗi một đường kim phải rất chỉn chu và rất hiểu nền da của khách hàng, cũng như màu mực mình đưa vào có phù hợp với cả người khách hàng đấy hay không. Thế thì mỗi một nền da môi thì Minh Hằng có thể thấy rằng là có người màu này, có người màu tươi sáng, nhưng có người màu rất là tối. Thế thì mình phải có chuyên môn ở cái điều là mình muốn chuyển từ màu tối lên màu sáng. Mình phải từ từ, từng bước, mình không thể vội vàng. Giống như là một người có cái nền môi tươi sáng và mình tô màu vào nó khác. Bởi vậy mà khi đi phun xăm thì Kim Anh có một lời khuyên, đấy là mình phải thấu hiểu mình đang có vấn đề gì và lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia. Nếu như chuyên gia nói rằng là chị ơi, mình nên đi từ từ thôi để mình có một cái tác phẩm cuối cùng đẹp nhất, mình không nên vội vàng, thì đấy là điều mình nên nghe. Bởi vì là mỗi một người sẽ có một cái tông da và một cái nền môi khác nhau. Thế còn những cái vấn đề khác, ví dụ như là sưng sau khi phun xăm chẳng hạn, thì có đáng lo ngại không? Và làm thế nào để có thể chăm sóc tốt nhất cho đôi môi của mình sau khi phun xăm ạ? Việc sưng có lẽ là cái điều cản trở khá là lớn khi chị em quyết định đi phun môi. Vì nghĩ đến sưng thôi đã thấy khá là hài hước rồi ha. Nhưng mà nếu chị em phụ nữ chọn những phương pháp mới nhất, hiện đại nhất, thì cái việc sưng nó không diễn ra lâu nếu như mà phải tác động nhiều. Với một diện tích nhiều thì phải tác động nhiều. Tuy nhiên nó chỉ diễn ra trong 1 đến 2 tiếng thôi. Phun xăm bây giờ không giống như ngày xưa mà rất là nhiều ngày phải gánh chịu cái việc sưng đau đớn và ảnh hưởng tới sinh hoạt. Phun xăm với các công nghệ hiện đại nó không còn nữa. Chị em hoàn toàn có thể là bớt sợ, bớt lo sợ về cái khía cạnh này. Ngoài ra thì những cái vấn đề kiêng khem thì nó quay trở lại cái công nghệ. Nếu như mình lựa chọn cái công nghệ hiện đại nhất, mình chọn cái màu sắc tự nhiên nhất, nghĩa là mình ít phải tác động vào nền da của mình nhất, thì mình không phải kiêng khem gì hết. Minh Hằng có thể về đi ăn lẩu được. Tôi nghĩ là nghe như vậy thì nhiều chị em sẽ cảm thấy rất là vững tâm khi mà đi làm đẹp, nhất là đi phun xăm môi, thì mình không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cái sinh hoạt hàng ngày của mình, đúng không ạ? Thế còn đó là chăm sóc ngay sau khi phun xăm, thế còn quá trình lâu dài thì sao? Làm thế nào để có thể giữ được cái màu môi tươi sáng như vậy trong một cái thời gian dài, và bao nhiêu lâu thì mình nên gọi là nên đi xem xét lại, hay là thay đổi lại màu môi, hay là có thể kiểm tra lại cái màu môi của mình? Khi mà mình phun môi là mình tô màu cho một đôi môi và nó sẽ bong ra một lớp da nhẹ. Thì khi bong ra lớp da nhẹ thì sẽ trả về cho mình một nền da non nớt và mới, tươi mới. Thế thì chị em phụ nữ nên dưỡng ẩm nhiều. Trước khi đi ngủ chúng ta có thể dưỡng ẩm cho đôi môi của mình, để cho đôi môi của mình lúc nào cũng căng tràn như vậy. Và nếu như chị em phụ nữ có thể duy trì được thói quen dưỡng ẩm trước khi đi ngủ, thì sau khi phun xăm xong, Minh Hằng có thể duy trì màu sắc đẹp từ 3 đến 5 năm. Đấy là một cái thời gian rất là gọi là yên tâm cho chị em để có thể đi phun hay là xăm môi, đúng không ạ? Và với kinh nghiệm của mình suốt bao nhiêu năm thì cái phản hồi của khách hàng cũng như là của các chị em phụ nữ mà Kim Anh nhận về sau khi họ đã thay đổi cái đôi bờ môi của mình, cái màu sắc của mình là như thế nào ạ? Họ có tích cực hơn, họ có yêu đời hơn, có tự tin hơn trong cuộc sống của mình không? Đầu tiên, mình là một người làm nghề, và khi nhìn chị em phụ nữ đến với mình và quay trở lại với một sắc thái tươi sáng hơn, xinh đẹp hơn, rạng rỡ hơn, mình là người hạnh phúc nhất. Mình thấy vô cùng hạnh phúc. Và đi kèm đó là những lời khen của khách hàng, những chia sẻ là mình đã thay đổi như thế nào, mình vui hơn sau khi đi phun xăm môi. Và Kim Anh thì có vô vàn những chị em phụ nữ đã đến với Kim Anh, còn đưa rất nhiều chị em phụ nữ khác tới. Bởi vì là phụ nữ mình thường là khi đã đẹp rồi, muốn những người xung quanh mình đẹp hơn. Thế thì qua đó mình cũng có thể thấy rằng đấy là những phản hồi rất là tích cực. Và mình thấy chị em phụ nữ xung quanh mình xinh hơn. Và cái việc phun xăm là cái việc mà vô cùng nên làm, tích cực trong cái thời đại mới này. Vâng, vậy thì ở phần cuối của chương trình hôm nay, để kết lại, nếu mà chị em nào còn e dè trong việc làm mới bản thân mình để mang lại cho mình một cái diện mạo hoàn hảo hơn, tươi sáng hơn,
nhất là về việc làm mới cho đôi môi của mình. Thì Kim Anh sẽ nói gì với các chị em phụ nữ để họ vững tâm hơn trong việc làm đẹp cho đôi môi và cho sắc vóc của mình? Với 10 năm kinh nghiệm, Kim Anh khuyên rằng chị em phụ nữ hãy đi phun môi và lựa chọn cho mình một nơi uy tín để trao nhan sắc của mình, và nên lựa chọn những phương pháp đẹp tự nhiên phù hợp với bản thân mình và đi theo mình theo nhiều năm tháng vẫn không lỗi mốt và làm cho mình rạng rỡ hơn. Kim Anh nghĩ rằng một người phụ nữ đẹp từ bên trong và tỏa ra bên ngoài qua ánh mắt, qua nụ cười và qua một đôi môi xinh đẹp rạng rỡ là một người phụ nữ mà Kim Anh cũng vô cùng yêu. Vâng ạ, tôi tin rằng đó là một người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều muốn yêu, và những người phụ nữ đó cũng là những người phụ nữ xứng đáng để được yêu, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng với những chia sẻ của chuyên gia ngày hôm nay thì không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta làm đẹp vẻ bên ngoài của mình, mà đôi khi tất cả những điều đó xuất phát từ trong cái trái tim cũng như là tâm hồn muốn mình trở nên đẹp hơn, hoàn hảo hơn trong mỗi ngày. Tôi nghĩ đó sẽ là động lực để quý vị, nhất là chị em phụ nữ, có thể làm đẹp cho bản thân mình, để chăm sóc tâm hồn mình, chăm sóc sắc đẹp của bản thân mình, để mỗi ngày của chúng ta đều là một ngày đáng sống nhé. Xin cảm ơn Kim Anh đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều điều tích cực cho chị em phụ nữ. Xin cảm ơn những khán giả đã đồng hành cùng với Cho Ngày Hoàn Hảo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.